Tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 tháng 6 năm 2022 nhâm dần, đừng coi thường con giáp này trong tháng 6 âm lịch. Hoan hỉ chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021 Tân Sửu đã qua và năm mới 2022 nhâm dần đã đi được một nửa năm rồi. Và trong tháng 6 âm lịch này thì ai cũng mong muốn mình gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt đó là khi mà bước sang năm nhâm dần 2022 nhâm dần thì những ngày đầu năm mọi người đều cố gắng và nỗ lực không ngừng để chúng ta có thể tìm kiếm những điều tốt đẹp để xây dựng mọi thứ viên mãn đủ đầy. Và tới tháng 6 năm 2022 thì những gia chủ tuổi Tân Sửu có vận may lội ngược dòng, được quý nhân tương trợ và thần tài chiếu cố đồng hậu. Cụ thể, trước khi bước vào tháng 6 âm lịch thì con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc và mọi kế hoạch đều được thuận lợi suôn sẻ. Ngoài ra thì tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 còn tìm được cơ hội tốt để có thể thay đổi cuộc sống của mình trong tháng 6 âm lịch này. Và trước khi bước vào nội dung cụ thể thì quý vị vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì sẽ là nội dung chi tiết để quý vị tham khảo. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Tân Sửu sinh năm 1961 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ lịch sự nên dễ gây thiện cảm với người khác trong giao tiếp. Ngoại hình và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn quý bạn. Vì thế mà những nghĩ suy và ước vọng cũng mau thay đổi, cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu mực thước. Quý bạn chỉ phù hợp với công việc có tính tự do sáng tạo, tùy hứng hoặc theo sở thích. Tuổi Tân Sửu đón tháng Đinh Mùi khá êm đềm và suôn sẻ, gia chủ có thể cảm thấy có một vài thiệt thòi vì anh em, bạn bè và nặng thì có thể làm sứt mẻ tình cảm, bù lại. Gia đạo của quý mệnh chủ lại an vui và con cháu quy quần, giúp tinh thần thoải mái và yêu đời, không có gì phiền muộn. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp đinh âm hỏa nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Sửu sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, kẻo xảy ra tranh chấp, cãi vã, không mong muốn với bạn đời. Và nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho gia chủ Tân Sửu sinh năm 1961, tháng này đường công danh sự nghiệp được nâng đỡ nhiều, tuy nhiên ít có sự đột phá. Nếu vẫn đang đi làm thì sự nghiệp nhìn chung sẽ hanh thông hơn, mọi việc tiến triển trong tầm kiểm soát của bạn. Tuy nhiên cũng có thời điểm có vẻ như bản mệnh chưa chủ động nắm bắt cơ hội nên dễ bị bỏ lỡ, lại thêm sức cạnh tranh tăng lên khá rõ. Áp lực kèm theo đòi hỏi mệnh chủ phải chuẩn bị sẵn tinh thần đương đầu với mọi việc có thể xảy đến. Nếu có dự án hợp tác với anh em, bạn bè thì nên tránh và đa phần bản thân sẽ chịu thua thiệt, vất vả mà không được hưởng lợi nhiều. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm công việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, bạn cảm giác rằng là không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nhất định. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tân Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính của gia chủ khá ổn định, cơ hội làm giàu vẫn có, nhưng cần chủ động và nỗ lực hơn nhiều. Còn nếu vẫn giữ tư tưởng an phận và chờ sung dụng thì bạn sẽ chẳng đạt được bất kỳ lợi ích nào. Ngoài ra trong tháng cần phải thận trọng khâu dùng người, phải biết thân phận, phân biệt, rõ người tốt kẻ xấu, không nên mù quáng nghe theo lời dụ dỗ của những người không đáng tin. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay thì đó là một vấn đề mà tương đối chúng ta cần phải cân nhắc. Dù là anh em bạn bè cũng phải tìm hiểu thông tin xác đáng, kẻo tiền mất tật mang mà tình cảm cũng tan vỡ, bị người khác lợi dụng hoặc trực tiếp cướp đoạt tiền bạc. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ,
Dậu, Sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm. Và may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tháng này sức khỏe của gia chủ không gặp phải nguy hiểm tiềm ẩn nào lớn, nhưng không thể tránh khỏi những bệnh vặt hoặc là bệnh cũ tái phát do sinh hoạt thiếu điều độ. Do đó, bạn có thể phải đến bệnh viện điều trị, nhưng cũng đừng quá lo lắng. Gặp đúng thầy đúng thuốc thì bệnh sẽ sớm qua khỏi, có điều sẽ phải tiêu tốn khoản phí không nhỏ cho việc điều trị. Các quý vị gia chủ tuổi Tân Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tân Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Nếu đang sống một mình thì bản mệnh không cảm thấy cô đơn, bởi vì xung quanh lúc nào chúng ta cũng có bạn bè, gia đình. Có người còn tìm được một người bạn đồng hành, chăm sóc cho nhau lúc về già. Điều đó quả là tuyệt vời. Có thể ở tuổi này tình yêu đã không còn quá quan trọng, nhưng sự quan tâm và ấm áp từ nửa kia đã khiến bạn muốn mở lòng và tiếp nhận đối phương. Người đã có gia đình thì cần phải lưu ý hạn chế các cuộc tranh cãi, ít hơn thua bao nhiêu sẽ càng tốt cho mối quan hệ của bạn bấy nhiêu. Nếu không, từ mâu thuẫn nhỏ sẽ biến thành gay gắt, gây rạn nứt, thậm chí là đổ vỡ. Nhìn chung gia đạo yên vui, con cháu quy quần giúp tinh thần của mệnh chủ luôn thoải mái, yêu đời. Vì thế, bản mệnh nên tiếp tục chú ý giữ gìn sức khỏe, tham gia các hoạt động vừa sức với mình, duy trì trạng thái tâm lý lạc quan, tích cực, vui vầy bên con cháu. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Tháng Mùi, lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất và tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Tân Sửu, trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 6 năm 2022, tức ngày 5 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Mùi, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 6 năm 2022, tức ngày 17 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Mùi, có nạp âm Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tân Sửu trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 6 năm 2022, tức ngày 10 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 6 năm 2022, tức ngày 22 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Tý, có nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú lâm tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 6 âm lịch. Và chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong đời sống hàng ngày của mình để chúng ta có một tháng 6 âm lịch thành công rực rỡ. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.